chào mọi người, tôi là Sam Horeca. Hôm nay, tôi sẽ cùng bạn tìm hiểu về chiếc máy đun nước nóng công suất tốt, có hỗ trợ tiếng Việt, máy đun nước nóng Uniba UB10. Nhưng trước hết, đừng quên bấm đăng ký kênh của tôi để được nhận thông báo và không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn của những video sắp tới bạn nhé. Còn giờ thì chúng ta hãy bắt đầu video này ngay thôi nào. Máy đun nước nóng tự động Uniba UB10. Thông tin tổng quan. Máy đun nước nóng tự động Uniba UB10 là dòng sản phẩm được thiết kế tối ưu cho các chủ quán kinh doanh đồ uống. Với giao diện bằng tiếng Việt và các thao tác cài đặt máy đơn giản, dễ nhớ, dễ sử dụng. Thông số chi tiết của Uniba UB10 cụ thể như sau. Máy sở hữu kích thước 26cm x 19cm x 65cm. Nhãn hiệu Uniba. Công suất 2500W. Điện áp 220V, tần số 50Hz. Dung tích 10 lít. Trọng lượng 6,5kg. Bảo hành 12 tháng. Hãy cùng Sam Horeca điểm qua những lợi ích mà máy đun nước nóng tự động Uniba UB10 sẽ mang lại cho bạn. 1. Uniba UB10 đun sôi nước hiệu quả, nhanh chóng và tiết kiệm thời gian. 2. Đun xả nước lên đến 35 lít trong 1 giờ, với khả năng đun sôi liên tục và ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu pha chế với cả những cửa hàng đông khách. 3. Chất liệu inox không gỉ, có độ bền cao và chịu nhiệt. 4. Khả năng giữ nhiệt tốt, đảm bảo nước luôn ở mức nhiệt bạn đã cài đặt. 5. Thiết kế nhỏ gọn, hoàn toàn có thể đặt trong quầy pha chế mà không chiếm nhiều diện tích. 6. Máy được trang bị hệ thống chống rò điện, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. 7. Uniba UB10 có bảng điều khiển bằng tiếng Việt, giúp bạn hoặc bất kỳ ai có thể dễ dàng sử dụng và cài đặt các chức năng của máy. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm bất cứ thông tin gì, đừng ngần ngại để lại bình luận, inbox hoặc liên hệ hotline 0777-858-838. Nếu bạn quan tâm sản phẩm, hãy bấm vào link trong phần mô tả bên dưới để mua hàng và nhớ nhập mã giảm giá hấp dẫn bạn nhé. Ngoài ra, nếu bạn muốn sở hữu các phương pháp giúp gia tăng doanh thu quán, hãy xem thêm ở link quà tặng miễn phí cũng trong phần mô tả. Một lần nữa xin cảm ơn bạn đã xem hết video. Đừng quên bấm nút thích và bình luận bên dưới để nói cho Sam Horeca biết nội dung mà bạn muốn chúng tôi làm trong video sắp tới. Như về cà phê pha máy, pha phin, review thiết bị, dụng cụ pha chế, hay các chiến lược marketing, kinh doanh hiệu quả cho quán cà phê bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!